Thần sủng tiến hóa chấp 355. Quá tốt rồi. U ám minh giác, khi nghĩ long ở trạng thái giao long u ám thì sẽ mọc u ám minh giác trên trán. U ám minh giác sẽ giúp nghĩ long có thêm khả năng chống lại nguyên tố hắc ám, đồng thời tăng tốc độ của nghĩ long trong môi trường hắc ám. Chấn ngục phù chư hoàng long sẽ gây thêm sát thương cho quái vật hệ hắc ám, và sát thương này sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của quái vật hệ hắc ám. Thiết sách, sau khi phù chư hoàng long bị thương sẽ tăng năng lực phòng ngự của mình. Năng lực phòng ngự này chỉ giới hạn ở phòng thủ vật lý và phòng thủ nguyên tố, không bao gồm phòng ngự linh hồn. Năng lực này tốt đa có thể dùng 9 lần. Ăn 17 loại thịt long, nhận được 3 loại hình thái long tộc sao, là lãi hay lỗ đây? Bỏ đi, mình cũng chỉ là vì muốn nhận được thân phận hợp pháp thôi. Sau đó thì dễ dàng mượn gió bẻ măng hơn. Ngươi sẽ ra tay khi nào? Đã qua một ngày rồi. Ê, đến rồi sao? Vội cái gì, bây giờ ra tay chỉ có thể câu được vài con tép, ta mà ra tay thì nhất định sẽ câu được một con cá lớn. Ồ, xin hỏi, cá lớn tới mức nào? Không vội. Thần linh của đối phương không phải vẫn chưa ra tay sao? Cái tên này. Chiến trường. Tên của quái vật tinh huyền giả. Cấp bậc của quái vật cấp 21-80. Phẩm chất của quái vật: phẩm chất phổ thông, phẩm chất tinh nhuệ, phẩm chất hoàn mỹ, phẩm chất sử thi. Thuộc tính của quái vật: hệ tinh thần. Năng lực của quái vật: lưu trữ tinh lực, khống chế tinh lực. Đặc tính của quái vật: tinh hà triều tịch. Khi số lượng tinh huyền xà xuất hiện trong một khu vực đủ nhiều thì sẽ tạo ra sự cộng hưởng tinh hà triều tịch. Hiệu quả: một hiệu quả bị động, tinh hà triều tịch sẽ lan tỏa ra từ trung tâm đám tinh huyền xà và thay đổi môi trường xung quanh. Hiệu quả 2: hiệu quả bị động, quái vật hệ tinh thần ở trong tinh hà triều tịch sẽ trở nên mạnh hơn, còn những quái vật hệ khác sẽ tinh hà triều tịch áp chế. Nhược điểm của quái vật: từ hàm dưới của tinh huyền xà xuống 3 phân có một lớp vảy trắng, tấn công vào nơi này có thể khiến tinh huyền xà mất đi năng lực di chuyển. Giới thiệu về quái vật: là một loại quái vật thuộc bạo tinh hà, trí thông minh thấp, thích hành động theo bản năng, thích ở những nơi có tinh thần chi lực cao và ghét nhiệt độ cao. Tinh hà triều tịch sao? Có lẽ là gợn sóng đó. Hửm. Tinh hà chi mâu đại nhân giáng lâm. Tinh hà chi mâu đại nhân giáng lâm. Ồ a, Lưu Quang, cậu bé nhỏ nhắn đẹp trai là anh em của ngươi hả? Tiểu Hoàng, không biết nói chuyện thì im miệng đi. Đừng xem thường nó, chính là nó, 7 ngày trước đã làm quỷ đăng ngư thần trọng thương. Nếu không phải hai vị thần linh khác ra tay liều chết mưu quỷ đăng ngư thần, thì hắn sớm đã chết rồi. Các ngươi lên trước đi, giữ lại thực lực, đừng ra tay quá mạnh. Bọn ta ra tay trước. Hy vọng ngươi đừng lừa ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết một con rồng có thể thù dai tới mức nào. Pháp tắc dung nham, mạt nhật thiên tài. Pháp tắc đại địa, địa long trở mình. Cái gì? Bị hấp thu rồi. Tên của quái vật: tinh hà chi mâu kẻ đảo lộn phá hoại. Cấp bậc của quái vật: thần linh sơ vị. Thuộc tính của quái vật: hệ tinh thần. Pháp tắc trưởng khống: pháp tắc tinh quang 6,6%, pháp tắc chiến đấu 8,2%. Phẩm chất của quái vật: phẩm chất vĩnh hằng. Nhược điểm của quái vật: cách thức phòng thủ đơn lẻ. Đặc tính của quái vật: mâu nhất thuẫn. Tinh hà chi mâu bẩm sinh có một cặp giáo tinh thần, có thể chuyển đổi hình dạng giáo và khiên. Ở hình dạng giáo có hiệu quả xuyên giáp, có thể phá hủy cơ thể của kẻ địch. Hiệu quả: một hiệu quả chủ động. Ở hình dạng giáo, tinh hà chi mâu có thể tích lũy sức mạnh để tăng lực sát thương của đòn tấn công tiếp theo, tối đa gấp 5 lần. Hiệu quả 2: hiệu quả chủ động. Ở hình dạng khiên, chủ động kích hoạt năng lực này, khiến tinh hà chi mâu có khả năng nuốt chửng. Có thể nuốt chửng đòn tấn công tiếp theo của đối phương và lưu trữ vào trong khiên, và có thể phóng đòn tấn công đó ra lại bất kỳ khi nào. Nhưng đòn tấn công này chỉ còn 80% lực sát thương so với ban đầu. Khi sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao năng lượng của tinh hà chi mâu, không thể sử dụng lại trong thời gian ngắn. Xích tinh hà, xích nguyên tố được sinh ra cùng tinh hà chi mâu, có thể truy tìm kẻ địch. Hiệu quả 1: hiệu quả bị động, tinh hà chi mâu sẽ tự động ngưng tụ xích tinh hà trong cơ thể, cũng có thể tiêu hao năng lực để ngưng tụ xích tinh hà. Độ cứng của xích tinh hà tỷ lệ thuận với trình độ nắm vững pháp tắc tinh quang của tinh hà chi mâu.
Hiệu quả 2. Hiệu quả chủ động, có thể ném xích tinh hà ra xa, xích tinh hà có thể tự động theo dõi mục tiêu gần nhất. Mục tiêu bị xích tinh hà trói buộc sẽ bị tinh thần chi lực đốt cháy, đồng thời cũng bị áp chế một phần pháp tắc, hiệu quả cụ thể tùy thuộc vào mức độ nắm vực pháp tắc. Tiềm lực chiến tranh, tinh hà chi mâu là quái vật được sinh ra từ bạo tinh hà với mục đích chiến tranh, thiên phú đặc biệt giúp nó có thể trở nên mạnh hơn trong chiến đấu. Hiệu quả 1. Hiệu quả bị động, sau mỗi trận chiến thắng tinh hà chi mâu đều có thể nhận được phản hồi sức mạnh nhất định. Hiệu quả 2. Hiệu quả bị động, vì tinh hà chi mâu đã đột phá thần linh, cho nên sau mỗi trận thắng, căn cứ vào thực lực của đối thủ, tinh hà chi mâu đều có thể nhận được lĩnh ngộ pháp tắc chiến đấu nhất định. Giới thiệu về quái vật là quái vật được sinh ra để chiến đấu, có thể không ngừng mạnh lên trong chiến tranh, thích chiến đấu với kẻ địch mạnh, ghét mùi của hắc thạch lưu. Năng lực rất mạnh mẽ, có thể đảm nhiệm vị trí chiến sĩ tiền tuyến trong bất kỳ đội ngự thú nào. Đáng tiếc cấp bậc của tiểu hoàng và nó cách nhau rất nhiều, nếu không mình rất muốn xem tiểu hoàng chiến đấu với nó. A Ngai, lát nữa khi hành động cố gắng giết nó bằng một đòn, đừng cho nó có cơ hội đánh trả. Vâng. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.